Đây Rồi. Mạnh nhất. này, chú cầm hai dây thứ một đường dây có giật không? Ra đi đu áp hai tay nè, cầm cái này đó. Cái gì đâu mà giật nè, thứ coi tay con vừa cầm á. Hả? Đâu giật à? Không giật hả? Chắc chưa? Đây, hôm nay đi đấu dây kiếm tiền xài hết. Qua qua đây mà dạo này thất nghiệp quá, đi lên Sài Gòn đi đấu dây đấy các bạn. Đây ông chú này có quần 7 ký à. Đây. Quay đi. Rồi, mình bắt đầu kiểm tra quay vun. Đây, mình đã ấy rồi, chờ mình cũng đo áp nó bao nhiêu vô nha các bạn. Mình sẽ báo trước quay có đấu lên được tăng áp như thế nào, rồi mình sẽ tính tiếp. Đô vô SC rồi. Cái gì ra như vậy là được bao nhiêu vô hả? Với cái này được 12 vô. 10. Có mười mấy vô à? Để xem cô đấy nó như thế nào đó. Cao nhất là được hai mấy vôn đấy, một pha. Bình thường nó có mười mấy vôn này. Cái lục giác đâu? Để luôn ha. Đây nha các bạn, ui già. Con này nó cũng nó được cái vỏ bên đấy thôi chứ còn nó cũng ngắn mà. Tính ra được có 20 phân à. 500 nó tầm được 20 cm thôi. Nhưng mà dây của nó là rất chi là lớn, dây 1 ly 8 á. Đang đấu tam giác, giờ chuyển về hình sao chơi áp cao lên chút. Chỉ vậy thôi. Giờ bắt đầu tiến hành làm. Đây, mình trong thời gian đấu xong rồi nè. Mình sẽ cho các bạn quay xem chơi với bíp. Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Đây. Làm nhặt lưỡi tí cho nó vui nè. Dây này nhiều khi nó không ăn. À, lưỡi đã hả? Dây này là nó lỏng rồi. Ờ. Dí mạnh. Dây nó lỏng. Kéo đài chút dí vô nó. Rồi. Mạnh nhất. Này, chú cầm hai dây thứ một đường dây có giật không? Rồi ta đi đu áp hai tay nè, cầm cái này. Đó. Cái gì đâu mà giật. Nè thử coi tay con vừa cầm à.
Hả? Đâu giật lắm. Không giật hả? Chắc chưa? À, bị giật à? Giật. Tê tê hả? Giật. Đồ áp mà, thử đồ áp nè. Lúc nãy là 10V, mười mấy vôn là cao nhất rồi. Quay mới hết mắt, mắt. Nó quay đây. Cầm, cầm, cầm với mấy. Dạ, dạ, đồ áp rồi. Năm mấy vôn này. Đặt lúc đưa lên. Giờ nhẹ nhẹ lên này là mười mấy nè. Lúc không ăn này, không ăn, không lên. Rồi. Không lên, đang bị dính chỗ này ở dưới đi. 39 vô. Mới quay xíu xíu 39 vô này. Đấy. 100 vô này. Hả? Đâu. Ba mấy. Quay về là ba mấy con hả? Ờ. Đây, cho người ta nhìn thử, người ta đoán nè. Đây, để mình đo, mình biết thôi. Đây, ba mấy rồi, gần 40. 40, 2, 2 pha là 80. Nhưng mà đấy là mình quay tay thôi, quay với tốc độ này thôi, chứ còn khi mà lên gió rồi thì hơn. Bữa trước cái quân mà chạy cánh mít 9 đồ tay có 40V thôi, mà lên gió lúc nào cũng lên 90V á. Lên gió lúc nào cũng lên 90V á. Chẳng qua mình đồ tay này đấy thôi. Phải là đấy, nghẹt lửa là cỡ nó dòng hơi bị lớn, dây ly 8, nói hình sao thôi, không cần tam giác.